Độc quyền, tóm gọn sao Nam Beans gây chấn động vì đấu tố với đồng nghiệp, thần sắc hậu ồn ào ra sao. 16TPH ăn diện cực giản dị, lộ diện hậu đấu tố căng thẳng với Thành Draw. Cách đây không lâu, mạng xã hội xôn xao trước trận đại chiến của hai rapper 16TPH và Thành Draw. Màn battle rap này đã khiến dân mạng dậy sóng, kéo theo đó là loạt tin đồn đời tư của người trong cuộc. Kết quả là công ty quản lý của 16TPH là Sway Speakers phải đứng ra đính chính và quyết định không cho ta lườn dưới trướng tham gia rap diss nữa. Phía Thành Ro cũng lên tiếng xin lỗi để khép lại màn so găng. Hậu ồn ào, cả hai khá im hơi lặng tiếng. Trên trang cá nhân cũng chỉ cập nhật story đơn giản. Về phía 16TPH, nam rapper chia sẻ thông cáo của công ty và hiếm hoi lộ diện. Cho đến mới đây, chúng tôi bắt gặp nam rapper trên phố. 16TPH mặc bộ trang phục đơn giản, đi dép và đội nón lưỡi chai. Có thể thấy ngoài đời thường, nam rapper khá giản dị, ăn diện thoải mái khác hẳn với hình ảnh mỗi khi đi diễn. Sau sóng gió lớn nhất trong sự nghiệp, 16TPH giữ tinh thần thoải mái khi đi ăn uống với bạn bè. Trước đó, 16TPH và Thành Ro gây chấn động giới rap khi từ anh em thân thiết chuyển sang diss nhau cực căng. Đỉnh điểm là khuya 11/6, Thành Ro tung track diss thứ 2 mang tên DUNGDAI, tiết lộ nhiều thông tin gây hoang mang về đời tư của 16TPH khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về 16TPH. Thành Ro tiết lộ 16TPH đã từng nói mong công ty phá sản, từng có xích mích dẫn tới suýt có tác động vật lý với Andre Raihan, thậm chí còn mỉa My Million Dollar Boy bán hàng fake. Vậy nhưng cú punchline mang tính sát thương mạnh nhất chính là câu rap mày sao hiểu được cảm giác xót con khi mày còn chưa thấy đứa con mình cất tiếng nói. Từ đây, cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn 16TPH đã từng từ chối việc làm cha, khiến nam rapper bị công kích liên tục trên mọi mặt trận. Đến tối 14/6, Space Speakers label chính thức đưa ra thông báo để xác nhận những tin tức liên quan đến nghệ sĩ 16TPH. Theo đó, những ngày qua, các tin đồn đang được chia sẻ xoay quanh việc 16TPH yêu cầu bạn gái phá thai, và những tin đồn có ý nghĩa tương tự là hoàn toàn sai sự thật mang tính chất vu khống nghiêm trọng đối với nghệ sĩ. Phía Space Speakers label cũng cho rằng những thông tin này nhằm mục đích công kích, ảnh hưởng tiêu cực đến nghệ sĩ 16TPH. Space Speakers label cũng thông báo không cho phép 16TPH tham gia diss nữa. 16TPH và Thành Ro cùng là những người anh em hip hop xuất thân từ Hải Phòng. Cả hai có mối quan hệ tốt trước khi cùng tham gia chương trình Rap Việt mùa 1. 16TPH và Thành Ro thêm khắng khít khi về trung đội của Beans dẫn dắt. Trong chương trình, cả hai không chỉ giúp đỡ nhau mà còn cùng nhau hỗ trợ các anh em, bạn bè thân thiết khác. Tuy nhiên sau chương trình, 16TPH và Thành Ro có hướng đi khác biệt. Với bệ phóng to lớn từ Rap Việt, 16TPH ngay lập tức có bản hit cho chính mình khi ra mắt sản phẩm chính thức đầu tiên mang tên Walk On Ra Sở Chip vào tháng 4 năm 2021. Sau đó, 16TPH chính thức gia nhập Sway Speakers label, về chung nhà với Toliver, Beans, Primer Stick vào tháng 8 năm 2022. Cũng kể từ đây, rapper Hải Phòng nhận được sự đầu tư lớn mạnh để tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc với mật độ khá thường xuyên, có thể coi là thuộc hàng khá so với các thí sinh bước ra từ Rap Việt mùa 1. Còn Thành Ro lại lựa chọn lặn mất tăm sau chương trình đình đám. Mãi cho đến khi tung track diss 16TPH, thì cái tên của nam rapper mới lần nữa gây dậy sóng. Sau màn so găng gây chấn động, nhiều người cũng dự đoán mối quan hệ của 16TPH và Thành Ro khó có thể hàn gắn.